Bạn có biết nhà tù Mexico nguy hiểm đến thế nào không? Cai ngục chỉ đến đốc thúc công việc thôi. Nhưng không ngờ, nữ tù nhân này rút ra hung khí từ sau lưng. Cai ngục chưa kịp phản ứng, những tù nhân khác cũng nhân cơ hội lao lên, trút bỏ những ức chế dồn nén bấy lâu nay. Bảo vệ phát hiện có chuyện xảy ra lập tức bấm nút trấn áp bạo loạn. Một nhóm cảnh sát của nhà tù liền lao vào phòng giặt, nhanh chóng giải cứu được người đồng nghiệp bị tấn công ra. Họ lập tức đưa cô ta đến bệnh viện. Vốn cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng một cai ngục lại phát hiện có điều bất thường bên trong máy giặt. Thi thể của nữ cai ngục bị hại bỗng trồi ra. Ở bên kia, xe cứu thương cũng bị chướng ngại vật trên đường ngăn lại, ngay sau đó liền bị tập kích vũ trang. Hóa ra, đây là kế hoạch vượt ngục tinh vi của cô ta. Người đến tiếp ứng cho cô cũng chính là con trai ruột. Cô ta tên là Kenley, chồng cô là ông chủ mai thúy lớn nhất Mexico. Nhưng vài năm trước, chồng cô bị bán đứng, bị tống vào tù, chết nơi đất khách quê người. Trước khi ông bị bắt, ông đã lén giấu đi hàng triệu tiền mặt để Kenley báo thù cho mình và hy vọng rằng số tiền này có thể giúp cô phát triển lại con đường buôn bán mai thúy của gia tộc. Dựa theo tọa độ mà USB đánh dấu, cộng với sự giúp đỡ của mafia Miami, Armando nhanh chóng tìm được chiếc hòm. Quả nhiên bên trong có một số tiền khổng lồ. Cậu cầm lên đưa cho người đàn ông đeo kính, coi như tiền thù lao đã giúp đỡ cho mình. Nhưng không ngờ được, người đàn ông này ngay từ đầu đã có ý định húp trọn cả hòm tiền, chứ không phải số tiền thù lao ít ỏi ấy. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như ông ta nghĩ. Ông chú hoàn toàn không ngờ được Armando lại lợi hại đến như vậy, thế là ông ta chết thảm dưới họng súng. Trong tay đã có tiền, kế hoạch báo thù của Kenley và con trai chính thức bắt đầu. Mai và Marcus là hai cảnh sát siêu cấp VIP rồ của Miami, nỗi khiếp sợ của các băng đảng tội phạm trong hơn 20 năm qua, nhưng đến nay họ đã đến tuổi nghỉ hưu rồi. Trong một buổi tiệc do cục cảnh sát tổ chức, hai ông chú hưng phấn nổi máu thi chạy với nhau, xem ai già hơn ai. Nhưng vào lúc Mai đang dẫn đầu về đích, một mối nguy hiểm to lớn cũng đang theo sát phía sau. Armando lái mô tô phi như bay đến, khẩu súng ngắn trên tay bắn liên tục, Mai không kịp đề phòng nên bị bắn ngã ra đất. Các đồng nghiệp nhanh chóng hộ tống đưa Mai đến bệnh viện cấp cứu, 4 viên đạn lần lượt được xử lý. Bởi vì vết thương quá nghiêm trọng, Mai rơi vào hôn mê sâu, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc này, Kenley giao cho Armando nhiệm vụ mới. Mục tiêu lần này, tất cả đều tập trung vào các nhân vật quan trọng trong bộ máy hành chính ở Miami, mục đích là để trả thù cho người chồng của cô ta. Một loạt các vụ ám sát xảy ra đã khiến các lãnh đạo cấp cao của chính phủ để ý đến. Cảnh sát trưởng ra lệnh thành lập đội đặc chiến, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt bằng được hung thủ. Nhưng thủ pháp gây án của Armando quá sạch sẽ và gọn gàng, ngoại trừ những viên đạn trên cơ thể nạn nhân ra, dường như không có thêm được manh mối gì. Sau nửa năm trôi qua, được sự chăm sóc tận tình từ Marcus, Mai sống sót như một kỳ tích, cơ thể khôi phục hoàn toàn, không còn gì đáng ngại. Mai sốt ruột, anh chủ động đi tìm cảnh sát trưởng, xin được gia nhập đội đặc chiến để điều tra vụ ám sát liên hoàn. Cảnh sát trưởng lấy cớ, vì anh cũng là một nạn nhân, nên mong anh yên tâm nghỉ dưỡng, không cần nhúng tay vào. Mai hết cách, chỉ đành tìm Marcus nhờ giúp. Nhưng không ngờ, Marcus đã quyết định nghỉ hưu, anh muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình. Mất đi sự ủng hộ của người bạn thân, Mai cực kỳ buồn phiền. Nhưng xui một cái nữa là, Kenley biết tin Mai vẫn còn sống, cô ta lập tức sắp xếp cho Armando hành động. Mai biết đối thủ sẽ không bỏ qua cho mình, anh quyết định đơn thương độc mã tiến hành điều tra. Anh tìm đến tên buôn vũ khí ở Miami. Không dài dòng, anh thẳng tay dùng vũ lực để ép hỏi, biết được khẩu súng ngắn mà kẻ đã ám sát mình dùng là một khẩu từ cửa hàng vũ khí của Booker. Có được manh mối quan trọng, Mai lại đến tìm cảnh sát trưởng. Sau khi năn nỉ một hồi, đội trưởng cũng chỉ đành đồng ý cho anh tham gia vào đội. Rất nhanh, đội ngũ nhận được một tin tình báo tuyệt mật. Người tên Booker này đang chuẩn bị xuất một lô vũ khí, địa điểm tại một xưởng sửa xe vùng ngoại ô. Đội ngũ lập tức lên một chiếc xe ngụy trang, đến bên ngoài xưởng sửa xe bắt đầu trinh sát. Sau khi Flycam thâm nhập vào hiện trường giao dịch, nhóm Mai cuối cùng cũng khóa được mục tiêu. Mai với kinh nghiệm lâu năm, cảm giác được túi tiền của bên mua không có gì, xem ra hai bên mua bán sắp lao vào choảng nhau rồi. Nếu Booker chết trong lúc bắn nhau thì họ sẽ mất đi manh mối quan trọng nhất. Mai mặc kệ lời khuyên của đội trưởng, anh dẫn theo một đội viên chạy đến. Lúc này, tiếng súng inh tai đã vang lên khắp xưởng, đạn bay vèo vèo, vô cùng hỗn loạn. Mai nhanh trí bắn nổ một thùng khí, rồi trượt trên một chiếc xe chui gầm. Vài đường cơ bản, đám côn đồ bị xử lý sạch sẽ. Nhưng trong lúc choảng nhau, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Trong vụ nổ, Booker không may bị thương nặng, Mai chưa kịp hỏi gì thì anh ta đã ngoẻo rồi, việc điều tra lại rơi vào bế tắc. Nhưng rất may là, Marcus nhận được điện thoại của người đưa tin, nói rằng họ đã phát hiện tung tích của Armando. Marcus lập tức liên lạc với Mai, hai người nhanh chóng lái xe đi. Nhưng vào lúc bọn họ vừa tới nơi, thì thi thể của người đưa tin từ trên trời rơi xuống. Mai nhờ Marcus canh cửa trước, còn anh sẽ lên tầng đuổi bắt. Hai người đánh từ trong nhà ra ban công.
Trong lúc chiến đấu, Armando nhận ra Mai quá khó chơi, không cần phải cố tiếp tục dây dưa nữa, chuẩn bị lái xe chạy khỏi hiện trường. Marcus lao đến định ngăn cậu ta lại, không ngờ lại bị cậu ta đạp phát bay luôn. Cặp đôi lão làng của sở cảnh sát cũng chỉ đành trơ mắt nhìn tội phạm chạy thoát. Thất bại lần này quá nặng nề đối với hai người, không những không thể bảo vệ được người đưa tin mà còn làm hỏng xe cưng của Mai. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Kelly muốn hành hạ Mai, cô ta lại tiếp tục hành động. Lần này, cảnh sát trưởng bị bắn lén chết ngay trước mặt Mai. Làm nghề cảnh sát mười mấy năm, cảnh sát trưởng không chỉ là một người thầy dẫn đường mà còn là một người cha đối với bọn họ. Tâm trạng của hai người rơi xuống đáy. Nhưng để báo thù cho cảnh sát trưởng, Marcus đã hạ quyết tâm, anh quyết định tiếp tục hợp tác cùng Mai, thế nhất định sẽ bắt được tên cầm đầu ra trước pháp luật. Đội đặc chiến tổng hợp lại tất cả các vụ ám sát, vẽ sơ đồ nghề nghiệp của những người bị hại. Sau khi phân tích đối chiếu các số liệu, tất cả các manh mối đều chỉ về một người. Người đó chính là trùm mafia từng hợp tác với Armando. Chuyện không thể kéo dài, đội ngũ lập tức chuẩn bị trang thiết bị, cải trang thành một dân chơi rồi vào quán bar của tên trùm kia. Vốn dĩ mọi chuyện đang rất thuận lợi, nhưng bọn họ không thể ngờ, tên trùm từng là một vận động viên, cực kỳ nhanh nhẹn, chưa gì đã tông ra khỏi cửa lên xe chạy mất. Mãi thấy vậy chỉ đành trưng dụng xe, đạp hết ga rượt đuổi khắp phố, tên trùm vừa bỏ chạy vừa gọi điện thoại kêu chi viện. Sau một hồi đuổi bắt sát sao, thấy mình đã vào địa bàn của tên trùm, Mai chỉ đành rút súng ra. Và lúc hai người định rút lui, một đội người của tên trùm đã đuổi tới nơi. Kẻ thù vũ trang đầy đủ, chiếc ô tô nhanh chóng bị bắn thành đống sắt vụn, hai người bị vây trong xe cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vào lúc nguy cấp này, tổ đội của họ cuối cùng cũng đến. Cả đội hợp tác ăn ý, nhanh chóng đánh bại được kẻ địch, nhưng tên trùm lại lần nữa nhân lúc hỗn loạn chuồn mất, lại phải đuổi theo hắn lần nữa. Mai và Marcus đành phải cướp lấy con mô tô lập tức đuổi theo. Nhưng bọn côn đồ làm sao để họ đi dễ dàng như vậy được? Súng đạn ở phía sau liên tục bắn tới, xe của hai người suýt bị nổ banh. Không những thế, tên trùm đằng trước cũng không để yên, liên tục tạo thêm các chướng ngại vật ngáng đường hai người. Trong tình huống trước sau đều có địch thế này, Mai và Marcus phải bật chế độ nghiêm túc. Cũng khó khăn lắm mới cắt đuôi được bọn râu ria, hai người lại bị trực thăng cản đường. Armando vác một khẩu chống tăng ra. Đến khi hai người hoàn hồn lại, tên trùm đã leo lên thang trực thăng. Mai nhanh chóng vọt lên trước những làn đạn. Ngay trước khi xe nổ, anh tung người nhảy lên, vừa kịp bắt được cái thang. Vì muốn giết Mai, Armando thẳng tay giết luôn cả tên trùm. Thấy khó mà sống trước họng súng của Armando, Mai quyết đoán buông tay rơi xuống nước để thoát thân. Mai về đến sở cảnh sát, anh lập tức dùng kỹ thuật hack vào điện thoại của tên trùm. Thông tin của Kelly lập tức xuất hiện. Mai cẩn thận xem xét tài liệu, phát hiện Kelly từng sinh một đứa con. Tính toán ngày sinh của đứa bé thì vừa hay cùng tuổi với Armando. Chuyện này khiến Mai có chút hoang mang. Vì lúc còn trẻ, Mai từng là một gián điệp. Lúc đó anh là tài xế cho Kelly. Trong thời gian nằm vùng đó, anh và Kelly đã nảy sinh tình cảm. Nhưng đến khi cảnh sát thu lưới, tình cảm của hai người cũng trở thành hư ảo. Và chồng của Kelly, tên trùm Mai Thúy ấy bị vô sinh, Armando rất có khả năng là con trai của Mai. Xem ra là có ân oán về tình cảm trước đây, phải nhanh chóng kết thúc vụ này thôi. Mai dẫn đầu tổ đội đến một khu ổ chuột ở Mexico, thiết lập kế hoạch tác chiến cực kỹ lưỡng. Sau một tiếng nổ vang lên, máy bay không người lái có vũ trang mở đường, đội yểm hộ bắt đầu đột kích. Kelly và Armando cảm thấy không ổn, vội vàng chạy lên máy bay trực thăng trên tầng thượng. Do kẻ địch quá đông, tổ đội phải chia ra 3 mũi để phản công. Kỹ năng của mỗi người tổ đội cũng không phải dạng soàng, kẻ địch cũng mất đi chỉ huy nên liên tiếp phải chịu thương vong. Mai và Marcus được các thành viên yểm hộ, họ nhanh chóng leo lên tầng thượng và truy đuổi hai mẹ con Kelly. Để đề phòng Kelly chạy mất, Marcus nhắm chuẩn vào đuôi máy bay, nhưng vì sai số mà lại bắn chết lái máy bay. Trực thăng mất lái cứ thế rơi xuống, cả tòa nhà biến thành đống đổ nát. Kelly hết đường chạy cũng chủ động ra mặt, đánh lạc hướng cho Armando đánh lén. Marcus vì lo lắng cho Mai, anh bị Kelly cầm mảnh thủy tinh liên tục tấn công. May mà Marcus chịu đòn giỏi, anh túm Kelly lại giáng cho một đấm. Bên còn lại, hai người cũng đánh nhau cực kỳ khốc liệt. Mai không chiếm ưu thế về sức mạnh, nhưng lại có nhiều kinh nghiệm thực chiến, anh nhanh chóng khóa chặt được Armando. Thấy Armando sắp ngạt thở chết, Mai không nhẫn tâm mà buông tay ra, nói ra hết tất cả sự thật cho Armando. Armando không thể chấp nhận được sự thật này, hắn tức giận giáng từng nắm đấm lên người Mai. Mai không hề đáp trả, mà muốn chứng minh những gì mình nói là thật.
Armando có chút do dự, hắn hỏi Kenly để tìm ra câu trả lời. Sau khi nhận được câu trả lời là đúng, cậu nhất thời không biết phải làm thế nào. Kenly vì muốn trả thù Mai nên đã lỡ tay bắn trúng con trai mình. Nhưng kể cả như vậy, cô ta vẫn chưa định từ bỏ việc báo thù. May mà một đội viên đến kịp lúc, cuộc đời đầy rẫy tội ác của Kenly cuối cùng kết thúc. Cuối bộ phim, Marcus được sống cuộc sống về hưu như ông ao ước, còn Mai được thăng chức thành cảnh sát trưởng. Armando bắt tay với ông, muốn làm lại cuộc đời, cùng ông đi bắt tội phạm, mở ra một chặng đường mới. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại!